Xin chào tất cả các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn các mẫu quần dài nam cho các bạn cùng xem nhé. Hôm nay mình nhập hàng mới về nha các bạn. Quần này quần dài nam, quần bóng nha các bạn. Quần này quần thun. Cái lưng thun. Lưng này lưng cho mình rút lại rồi. Không này cũng là coi rồi. Quay mặt đi. Chất liệu là mần thun hết. Thun bóng nha các bạn, thun rất là mềm, coi vậy. Đây là quần đùi, quần đùi này dễ dùng nha các bạn. 4 size, size
phía sau có gì kéo. Bầu dục hình dáng nó như trái cà na, mình gọi là bón cà na nha các bạn. Nghe là chi mình treo hai đầu mình đóng nha các bạn. Cái bánh này là bằng da rất là chắc. Da này rất là tốt. Bơm hơi vào cho các bạn, khi nào mình xài nó hơi mịn tí mình bơm lên, từ may rất là sắc sảo, rất là chắc. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.